Hà Giang đang trải thảm đỏ để thu hút đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng du lịch, nâng cấp hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông khu vực cao nguyên đá để tạo cảm giác an toàn cho khách du lịch. Đặc biệt, Hà Giang cũng sẽ quy hoạch bãi đỗ chèo máy bay trực thăng du lịch, còn gọi là Air Taxi, để thu hút khách du lịch cao cấp bay khắp vùng cao nguyên đá. Với dự kiến trước mắt sẽ xây dựng bãi đỗ tại huyện Quản Bạ. Với mục tiêu xây dựng Hà Giang trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, tỉnh này cũng đã đề xuất Trung ương cho xây dựng đường sắt, đường cao tốc kết nối với Hà Nội và Lào Cai.